Mới đây, Epoch Times đưa tin, Băng Băng và Triệu Vy, hai diễn viên từng bị chính quyền Trung Quốc cấm sóng năm 2018-2021, đã có động thái quay trở lại showbiz trong nước. Triệu Vy nhiều lần được đồn đoán sẽ quay trở lại showbiz, tuy nhiên có thông tin vốn sở hữu của cô bị đóng băng khiến sự trở lại của Đài Hoa Đán gặp nhiều trở ngại. Gần đây, nền tảng điện ảnh, truyền hình và âm nhạc ở Trung Quốc bỏ chặn Triệu Vy. Chỉ trong vài ngày, lượng nghe tích lũy các bài hát của nữ diễn viên đã tăng vọt lên 92.000. Ngoài ra, tài khoản mạng xã hội Instagram của Triệu Vy trở lại bình thường và hoạt động tích cực. Cô thích các bài đăng của Thư Kỳ, Đậu Tĩnh Đồng và Lâm Tâm Như, đồng thời để lại bình luận khen Thư Kỳ xinh đẹp. Trước đó, một số khán giả chụp ảnh Triệu Vy tại sân bay khi đi từ Bắc Kinh đến Đại Lý Vân Nam. Cô đội mũ và đeo khẩu trang nhưng mọi người vẫn nhận ra Triệu Vy không né tránh khi vừa đi vừa chào người hâm mộ. Việc Triệu Vy hoạt động tích cực khiến nhiều cư dân mạng suy đoán ngày trở lại của cô đang đến gần. Tháng 8 năm 2021, Triệu Vy bất ngờ bị cấm xuất hiện trên toàn bộ mạng lưới tại Trung Quốc. Tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình mà cô đóng vai chính đều bị xóa. Super chat trên Weibo đóng cửa. Vai trò của cô trong các tác phẩm chưa được phát hành được thay đổi. Tất cả nghệ sĩ có quan hệ tốt với cô đều khẩn trương xóa các bài đăng liên quan trên Weibo. Kể từ khi bị cấm, địa bàn kinh doanh của Triệu Vy tiếp tục bị thu hẹp. Mặc dù cho đến nay, giới chức Trung Quốc vẫn chưa buộc tội Triệu Vy bất kỳ cáo buộc cụ thể nào, nhiều người suy đoán vấn đề mà diễn viên phạm phải là rất lớn và có nhiều hệ lụy, có thể vượt ra ngoài vấn đề tiền bạc thông thường và liên quan đến chính trị. Trong khi đó, Phạm Băng Băng vướng vào bê bối trốn thuế việc sử dụng hợp đồng âm dương năm 2018, khiến sự nghiệp diễn xuất của cô chạm đáy. 6 năm qua, cô không đóng phim ở Trung Quốc, nhưng gần đây có thông tin cô đã chuyển đến Hồng Kông, Trung Quốc và định cư tại biệt thự ở Mid Levels. Dù không thể đóng phim ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng đang tích cực phát triển các lĩnh vực khác, đặc biệt thường xuyên đi show thời trang nước ngoài. Ngoài đóng phim phương Tây, cô còn đóng phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc. Tháng 5, diễn viên được chính quyền bang Malacca hay Malacca của Malaysia bổ nhiệm làm đại sứ du lịch cho thị trường này. Trước đó một tháng, mỹ nhân Hoàng Châu Cách Cách xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt tại lễ hội té nước Songkran 2024 ở Thái Lan. Hôm 31 tháng 8, Phạm Băng Băng đăng bộ ảnh chụp pháo hoa lên mạng xã hội Weibo kèm chú thích: "Cây đuổi thần của tôi đang phát sáng." Một số khán giả nhận xét pháo hoa giống một các đoàn làm phim và cho rằng cô đang bí mật bấm máy tác phẩm mới. Đầu tháng 1, Phạm Băng Băng quay phim Hollywood Arrow 2 Rise to the Sky cùng nam diễn viên người Ireland Liam Neeson tại Australia. Hiện tại, Phạm Băng Băng đang nỗ lực níu kéo hào quang, nhưng tuổi tác đã bắt kịp cô. Cụ thể, ngày 4 tháng 9, trang China Press đưa tin Phạm Băng Băng tới Hồng Kông, Trung Quốc để tham dự sự kiện thời trang. Nữ diễn viên được nhà thiết kế Robert Wool gọi là nàng thơ truyền cảm hứng và được mời mặc bộ trang phục xuyên thấu với sáng tạo như một dải ngân hà. Hôm 4 tháng 9, Phạm Băng Băng tham gia show thời trang cao cấp kỷ niệm 10 năm của thương hiệu Robert Wool với tư cách là nàng thơ truyền cảm hứng. Tuy nhiên, bộ trang phục của Phạm Băng Băng không phải là điểm nhấn mà là phong cách trang điểm đậm, bị đánh giá là quê mùa, khiến nữ diễn viên già hơn. Trong loạt ảnh do studio của Phạm Băng Băng đăng tải đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, nữ nghệ sĩ 43 tuổi nhìn trẻ trung thời trang, song trong loạt ảnh thực, cô lộ dấu hiệu tuổi tác. Trên mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến đánh giá không tích cực về lần xuất hiện mới của Phạm Băng Băng. Phong cách trang điểm có thể cao cấp hơn được không? Chuyên gia trang điểm đã làm gì với gương mặt xinh đẹp của Phạm Băng Băng vậy? Cách trang điểm màu mè thực tế không phù hợp vì bộ váy đã rất nổi rồi, nó làm quấy trông già và xấu hơn. China Press trích một số bình luận của người hâm mộ. Tuy nhiên cũng có khán giả khác tỏ ra ủng hộ Phạm Băng Băng. "Tôi thích kiểu trang điểm này, Phạm Băng Băng là siêu sao và quấy thích thử nhiều phong cách khác nhau. Điều tôi thích là Phạm Băng Băng có thể khiến tôi bất ngờ mỗi lần xuất hiện."